của mình. Video ngày hôm nay mình xin phép được vẽ về một chiếc vòng hoa Noel để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng mọi người xem video thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Cảm ơn các bạn rất nhiều.